Cường xin chào quý các bạn. Hôm nay Cường xin hướng dẫn quý các bạn về cách mà chúng ta tính cái tuổi làm nhà theo cái bàn tay hoan ốc, là để chúng ta sẽ xác định được cái tuổi làm nhà đẹp nhất cho năm 2022 nhé quý các bạn nhé. Thì trên bàn tay của Cường đây thì là Cường đang ghi rất rõ để cho quý các bạn dễ hình dung. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đếm con số đầu tiên, đó chính là nhất cát này, nhị nghi này, tam địa sát này, tứ tấn tài này và ngũ thọ tử và lục hoan ốc. Thì những cái tuổi đẹp nó sẽ rơi vào những cái cung như là nhất cát này, nhị nghi này, tứ tấn tài. Đó, còn những cái tuổi mà xấu này rơi vào những con số như là tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoan ốc. Đó thì trong cái tính cái tuổi làm nhà theo bàn tay hoan ốc ấy, thì chúng ta sẽ đếm từ con số 10 nhé quý vị các bạn nhé. Thì 10 thì chúng ta sẽ bắt đầu từ nhất cát. Ví dụ như là chúng ta là 32 tuổi thì đếm từ số 10 là nhất cát này, và đếm số thứ 20 là nhị nghi, đúng không ạ? 20 là nhị nghi và đến số 30 là tam địa sát. 30 là tam địa sát. Từ 31 là tứ tấn tài, 32 là ngũ thọ tử, đúng không ạ? Thì cái tuổi 32 là cái tuổi xấu, chúng ta sẽ khó để chúng ta làm được nhà. Đó, hay là chúng ta sẽ đếm từ số 10 như này, các bạn dễ hình dung này. Đó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Thế tuổi từ 16, 17 là cái tuổi đẹp để chúng ta làm nhà này, 18 là tuổi xấu và số 19 là tuổi đẹp để chúng ta làm nhà. Đó, 20 là tuổi 20 này. Đó, và 21, 22, đó, 22 và 23 là 22 là chúng ta là cái tuổi đẹp để chúng ta làm nhà. Ở vậy khi mà chúng ta tính theo cái bàn tay về hoan ốc này thì chúng ta rất là dễ tính nha các bạn nhé. Thì các bạn hãy nhớ coi chú Cường là đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ đếm theo là nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục hoan ốc. Đó, và chúng ta sẽ đếm từ con số 10, tức là từ 10 tuổi thì chúng ta sẽ xác định được những cái tuổi đẹp để chúng ta làm nhà. Từ 15 tuổi đổ đi thì chúng ta sẽ có cái tuổi đẹp làm nhà như sau. Thì Cường xin phép là đọc luôn để cho quý vị và các bạn là dễ hình dung và dễ hiểu. Thì chúng ta sẽ có tuổi 17 này, 16, 17 này, 19, 20 này, 22 này, 25 này, 26 này, 28 này, 31, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 55, 58 và 59, 61, 62, 64, 67 và 68, 70, 71, 73, 76, 77, 79, 80 và 82 là những cái tuổi đẹp mà chúng ta làm nhà theo cái bàn tay hoan ốc. Trong cái bàn tay hoan ốc này thì chúng ta cần phải kết hợp giữa cái bàn tay kim lâu để chúng ta xác định thêm những cái tuổi nào mà nó phù hợp với lại chúng ta nhất. Đấy, trong cái làm nhà nó còn có rất là nhiều các cái cách mà chúng ta tính tuổi, như là chúng ta phải tránh những cái năm tam tai, ví dụ như là tuổi Thân, Tý, Thìn. Thì các bạn biết rồi, Thân, Tý, Thìn thì những năm tam tai của Thân, Tý, Thìn nó sẽ rơi vào là Dần, Mão, Thìn, quý các bạn nhé. Hay là những cái tuổi năm tam tai như là Dần, Ngọ, Tuất thì những năm tam tai sẽ rơi vào năm Thân, Dậu, Tuất. Hay là những tuổi là Hợi, Mão, Mùi thì năm tam tai sẽ rơi vào Tý, Ngọ, Mùi. Đó, thì các bạn hoặc là năm Tý này, hoặc năm tuổi tuổi Tỵ, Dậu, Sửu thì năm tam tai sẽ rơi vào Hợi, Tý, Sửu. Thì các bạn hãy cần phải kết hợp giữa năm tam tai này và kim lâu hoan ốc, hay là chúng ta sẽ cần phải tránh những cái sao xấu như là sao Thái Bạch để chúng ta xác định được cái tuổi làm nhà cho chúng ta làm sao cho nó hợp lý. Vậy nên khi mà làm nhà nếu mà không hợp tuổi thì các bạn có thể là mượn tuổi nữa nha các bạn nhé. Thì trong video sau Cường sẽ hướng dẫn cho quý bạn là cách mà chúng ta tính cái tuổi làm nhà theo cái bàn tay về kim lâu, nghĩa là chúng ta sẽ tính theo cái tuổi kể là khôn này, đoài này, càn này, khảm này, cấn này, chấn này, tốn này, ly, đúng không ạ? Tốn, ly đó. Và chúng ta sẽ đến đây là cung khôn. Đó, thì trong cái bàn tay về kim lâu ấy, thì video sau Cường sẽ hướng dẫn cho quý bạn rất kỹ. Còn trong video này thì bàn tay về hoán ốc thì quý bạn đã nắm được rồi. Những cái cung đẹp, những cái tuổi đẹp của chúng ta làm thì có thể rơi vào cái cung là nhất cát này, nhị nghi này và tứ tấn tài. Đó, các bạn cứ đếm từ 10 các bạn sẽ xác định được. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 là tuổi đẹp rồi. 17 là tuổi đẹp. 18, 19 là tuổi đẹp. 20, 21, 22 là tuổi đẹp này. 23 là tuổi đẹp này. 24, 25 là tuổi đẹp, quá đẹp để chúng ta làm nhà, phải không ạ? Đó, 26, 27, 28,
28, 29 là tuổi đẹp để chúng ta làm nhà. Thế nhưng mà chúng ta lại cần phải kết hợp giữa cái bàn tay và hoan ốc và kim lâu để chúng ta xác định được là cái tuổi nam làm nhà là hoan ốc và kim lâu thì là chúng ta được cái tuổi là 19. Đấy, thì chúng ta cần phải xác định như vậy để khi mà chúng ta làm nhà nó mới yên tâm, nó mới tốt được, còn chúng ta phải mượn tuổi. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy cảnh quan sân vườn và tính được cái tuổi làm nhà tốt nhất cho năm 2022 thì quý vị các bạn là hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0988 799 32, thì là Cường sẽ là người trực tiếp mà tính toán cái tuổi làm nhà cho quý vị bạn, và quý vị bạn có được cái công trình nó tốt nhất và nó chất lượng nhất, phải không ạ? Đấy là cái điều mà Cường mong muốn thì quý vị bạn nhé. Các bạn hãy kết nối Zalo với Cường và xem các cái mẫu nhà đẹp trên kênh Kiến trúc HCG. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cường xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video tiếp theo ạ.